Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì anh em mình đang thi công một cái trần nhựa lam sóng vân gỗ rất là đẹp. Đây là dạng thanh lam ba sóng. Đấy, nhà thì là nhà mới quý vị nhé, nhà mới. Tổng cộng diện tích của nó là 120 m². Thi công rất là đẹp, đơn giản. Tạo một cái giật cấp, tạo hộp quý vị ạ. Tạo một hộp thôi, một giật cấp thôi. Đấy. Thì tấm thanh lam sóng này có kích thước là 19,5 cm về chiều rộng, độ dày là 14 ly và chiều dài một thanh của nó là 3 m. Thì phần cốt chính của nó là phần khung xương. Đối với phần khung xương này thì bên Nguyễn Khánh sử dụng khung xương sắt hộp 24 quý vị nha, sắt cuộn 24 chống rỉ, hàn xương dày chắc chắn. Đấy. Thì nếu như quý vị làm cái trần nhà đó, tốt nhất chúng ta nên sử dụng xương sắt. Còn đối với lại những vật tư nhựa mà rẻ và nhẹ thì chúng ta có thể dùng cái loại khung xương bằng trần thạch cao được. Đấy, còn đối với lại những cái trần mà nặng hay là những cái loại nhựa nguyên sinh nặng thì quý vị nên lựa cho mình cái khung xương sắt để nó đảm bảo về cái độ chắc chắn, cái độ cứng cáp để nó cõng được cái mức độ nặng của cái lam sóng cũng như là tấm nhựa ốp tường, ốp trần. Thì đây là một căn nhà khá là cao của mình nhá, khá là cao. Nhà thì mới, rất là đẹp. Anh chị chủ nhà thì rất là thích, cho nên là đã lựa chọn cho mình cái dòng trần nhựa lam sóng này. Và bên Nguyễn Khánh thì làm thời gian hoàn thiện cho nó thì 4 ngày cho 120 m², quý vị ạ, 120 m² trần, là bao gồm khung xương sắt, bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện, rồi cả thảo chỉ len lẹt đầy đủ hết quý vị nha. Thì hôm nay video này Nguyễn Khánh cũng giới thiệu sơ bộ để cho quý vị nắm bắt thêm về cái trần nhựa lam sóng. Nếu quý vị có nhu cầu sử dụng cái trần nhựa lam sóng này thì vui lòng liên hệ với lại bên Nguyễn Khánh số điện thoại 0948743274. Đối với thi công á, thì bên Nguyễn Khánh thi công ở các tỉnh lân cận. Còn đối với lại cung cấp sản phẩm á, thì hiện tại bên Nguyễn Khánh có kho. Thứ nhất là Thanh Oai Hà Nội, thứ hai là quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, thứ ba là ở Phú Yên, thứ tư là ở Đắk Nông, thứ năm là ở Bình Dương, thứ sáu là ở Biên Hòa Đồng Nai. Và sắp tới thì Nguyễn Khánh có một cái kho ở tại Bình Long, Bình Phước quý vị nhé. Đấy. Thì quý vị nào ở địa chỉ gần khu vực mà bên Nguyễn Khánh vừa công bố thì quý vị có thể kết bạn Zalo với lại Nguyễn Khánh để Nguyễn Khánh gửi chi tiết về cái vị trí và cái địa chỉ cũng như là số điện thoại ở khu vực đó để quý vị có thể là qua tham khảo cũng như là lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhất và trực tiếp mình sờ nắm được các cái sản phẩm để mình biết được cái giá trị của nó như thế nào. Còn trên hình ảnh nhiều khi cái video mình nhìn đó, nó không được chi tiết cho lắm. Đấy, nên là quý vị cũng không thể nào tin tưởng rằng là đây là sản phẩm đảm bảo đúng như là chất lượng Nguyễn Khánh nói hay không. Thì quý vị sang những cái địa chỉ đó, quý vị có thể là sờ nắm được cái sản phẩm, trực tiếp tiếp cận với nó. Đấy, còn tất cả những sản phẩm mà Nguyễn Khánh làm video thì quý vị đặt sản phẩm nào, Nguyễn Khánh cam kết sẽ gửi đúng theo giá trị sản phẩm đó. Và có một số sản phẩm thì Nguyễn Khánh cũng nói như giá cả các thế ở trên đó rồi, quý vị có thể tham khảo, mua hàng tham khảo để quý vị có thể lựa chọn những đơn vị cung cấp vật tư khác. Đó, thì video ngày hôm nay Nguyễn Khánh cũng làm tới đây. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.